Tham gia ngay video contest tổng giải thưởng lên đến 5,2 tỷ. Chi tiết xem tại sparkyourfire.gg/video. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Livang. Hôm nay không nhầm nữa rồi anh em ạ. Ok, con dê nào đáp xuống thôi. Lúc này mình đang ở server test đấy, OB42. Sau một khoảng thời gian chả thấy OB42 cập nhật thêm gì thì hôm qua tôi thấy gì nhân họ lại có một cái bản patch đấy, một cái bản vá update thêm nội dung gì đấy. Đấy, update thêm nội dung các thứ gì đấy thì tôi thử vào chơi nhưng mà cũng chả thấy có gì mới. Thì cái này nó chỉ có một cái là cái chế độ zombie này nó sẽ có hai kỹ năng chủ động. Đấy, tức là bây giờ ngoài cái kỹ năng trước là chúng ta chỉ chọn được một kỹ năng chủ động thôi, sau đó thì nó sẽ hiển thị các kỹ năng bị động. Nhưng mà bây giờ thì nó sẽ có năm kỹ năng tất cả, tức là hai kỹ năng bị động với ba kỹ năng chủ động, tức là cái tầm nâng cấp của nó sẽ được nhiều hơn. Đấy, nói chung là cũng hay và cái này cũng khá hay nhá. Ví dụ con Tatsuya nâng cấp max là lướt được 4 lần. Đấy, Tatsuya nâng cấp max lướt được 4 lần anh em ạ, và khá là xịn. Ngay từ từ tôi xử lý mấy con cầm đao ở đó. Và mấy anh cầm đao, mấy anh kinh quá. Và mấy anh thả ra em đứng em nói chuyện khán giả tí nào. Mấy anh máu đây, mấy anh máu thế à? Và mấy anh máu thế làm sao? Bắn nhau với tao. Bắn nhau với tao này. Đấy. Đấy, trông xịn sò cho đấy. Thì ở đây chúng ta có thể chọn thêm một kỹ năng chủ động khác. Thì chúng ta sẽ có hai kỹ năng chủ động. Thì các bạn nhìn thấy ở cái thanh mà ở phía dưới ấy, cạnh cái thanh kinh nghiệm ấy, thì chúng ta sẽ có hai kỹ năng, là kỹ năng chủ động 1 và kỹ năng chủ động 2. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể chọn được ba kỹ năng bị động. Đấy, thế nó mới hay. Các bạn. Thì nói chung là cái chế độ zombie này là một chế độ khá là quý bắp thôi. Đấy, khá là quý bắp quý mía. Không có cái gì đặc biệt cả. Đấy, tuy nhiên thì là tôi phát hiện ra là cái chảy của sao cái kỹ năng của Tatsuya nó lại bị mất đi cái hiệu ứng lóe sáng đằng sau. Đấy, gọi là lóe sáng đằng sau. Trông dị phết đấy. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có hai kỹ năng này. Xong rồi, nhưng mà bây giờ tôi không muốn nấm thì tôi dùng cái kỹ năng của con Orion này kiểu gì anh em. Chọn sai mục tiêu rồi, chọn sai nền văn minh rồi. Ok, thì theo một số thông tin mà tôi được biết ấy, thì cái bụi cây đấy, cái bụi cây nó quay trở lại trong Free Fire. Nó là cái vật dụng gọi là phế vật nhất trong Free Fire. Thì bây giờ nó sẽ đưa quay trở lại. Đấy, thì bây giờ tôi đang đi tìm xem là cái bụi cây nó ở đâu để tôi nhặt. Đấy, đang đi tìm xem là cái bụi cây nó ở đâu để nhặt. Và không biết là bên Anna có định cho nó quay trở lại thật hay không. Đấy, hay là chỉ cho vào thử ở trong bản test này thôi. Đấy, nhưng mà cũng khá hay. Tôi rất thích cái bụi cây đấy vì trông nó rất là ngu ngốc. Một trong những đồ mà nó rất là phế vật. Ngày xưa nó có cái thùng dầu với cả cái bụi cây. Đấy, bụi cây ngụy trang đồ rất phế vật luôn. Đồ chúa tể của sự phế vật. Đấy, không biết là có anh em nào chơi bản test nhập được chưa. Nhưng mà tôi đang muốn tìm xem là có không. Đấy, đâu rồi nhỉ? Chả thấy nhỉ? Chưa thấy anh em ạ. Chưa thấy, ok, lút đồ phát. Chả biết là nó rơi ở đâu, không biết là nó rơi ở hòm thính hay là nó rơi ở mấy con pet. À, nó rơi ở mấy con zombie này. Đấy, ok, kỹ năng của Orion nâng max thì bằng Orion trước lúc giảm sức mạnh. Thế mới buồn. Đấy, thế mới buồn anh em ạ. Và Orion trước lúc giảm sức mạnh thì bằng Orion sau khi nâng cấp. Đấy, có lại con này cắn cậu này. Con này cắn cậu, ông chả hiểu sao bản đồ còn mỗi hai thằng anh em ạ. Bản đồ cứ chả hiểu gì, chả có ai chơi sao ấy. Chế độ này, à tại vì ở đây server test là làm gì có ma nào chơi. Vào chơi mỗi hai người, chắc chắn nó phải cho mấy con bot ở đây bắn nhau mình nó vui. Đấy, cả map mỗi hai người, ví dụ bây giờ thằng kia mà nó quit cái thì coi như là mất game. Đấy, thằng kia nó quit cái mất game anh em ạ. Mày láo này, ở đây ai, bụi cỏ đấy. bụi cỏ anh em ạ. Bụi cỏ. Và bụi cỏ trông ngu ngốc thật sự ạ. Và bụi cỏ bụi cây anh em trông thề luôn, cái đồ này là cái đồ phế vật vô dụng bậc nhất trong Free Fire. Thề luôn, đồ nó phế vãi cả trường. Cái đồ nó không ai thèm dùng luôn. Cái đồ mà ngụy trang xong còn dễ bị bắn hơn. Mà thề ngày xưa ông nào mà nghĩ ra được cái đồ bụi cỏ này, tội phải gọi là khâm phục luôn. Không hiểu ngày xưa ông nào phát minh ra quả bụi cỏ này phế kinh khủng khiếp dã man.
phê phê nó phải gọi là bố các loại phê luôn. Thế đứng lên thì kể cả các bạn đứng ngồi hay là nắp sau cây nó di cái tâm vào tâm đỏ hoàn phát trên luôn. Ngày xưa ấy là bên Nga nào định ra bộ đồ lá, bộ đồ ngụy trang giống như là một cái game nào đấy, tôi nghĩ thế. Đấy, nhưng mà cái game kia, cái môi trường nó khác, cái game này mình môi trường nó khác, nó phá với cỏ, trông cái tấu ảnh ở gì ấy. Đấy, trông nó buồn cười thật sự, nhưng mà đúng là nhìn cái này rưng rưng nước mắt anh em ạ. Và nhìn này nhớ lại suốt một thời chơi Free Fire từ ngày xưa thật sự luôn, quá nhiều kỷ niệm luôn. À, nhìn quả bụi cỏ này quá nhiều kỷ niệm luôn, thề luôn. Ngày xưa cái thời mà con game của chúng ta nó còn có nhiều yếu tố sinh tồn đấy, đấy thề luôn. Suốt ngày tôi đeo cái bụi cỏ ấy, tôi đi trốn đấy các bạn. Và bây giờ về từ ngày nó ra UAV các thứ, nó không trốn vào cái bụi cỏ ấy nữa, đi chân thò sừ ra buồn cười. Ok đấy, thì hy vọng nó V42 cho cái này quay lại cho vui vẻ cũng được, mặc dù nó cũng chả tác dụng gì mấy đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua một số những thông tin liên quan đến OB42 cập nhật. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ có một cái hợp tác với cả xe, thì hình như chắc là hợp tác với Lamborghini thật. Đấy, tại vì đây chúng ta sẽ có một cái hành động chuyển động giống như là ngồi cái xe đấu chơi ấy, nhưng mà chúng ta sẽ ngồi trên nắp của một cái xe trông rất là chiến. Đấy, xe này đúng chắc là Lamborghini rồi, cái này không trượt đi đâu rồi. Đẹp vãi trưởng. Đấy, đẹp vãi trưởng của bà Bưởng anh em ạ. Và ngoài đẹp đừng hỏi luôn. Đây chắc là hành động chuyển, đây chắc là cái hành động gọi là di chuyển xịn sò bậc nhất trong Free Fire. Quá xịn luôn, không phải làm chê vào đâu được. Đấy, tuyệt vời mặt trời, tuyệt vời mặt trời, lướt đi như một cơn gió. Đấy, lướt đi như một cơn gió. Đấy, tuyệt vời. À, quá ngon đội bán son. Đấy, thì đây sẽ là cái đồ của cái hợp tác nha anh em nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này chắc là không rẻ đâu. Đấy, tôi nghĩ cái này giá nó thì chắc là không hề rẻ một tí nào luôn. Đấy, chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà rẻ đâu. Thế nên anh em cứ xác định là chuẩn bị to tiền nhá, nếu mà muốn lấy cái hành động này đẹp. Cái này đẹp quá. Cái này quá đẹp luôn. Cái này quá đẹp. Có nhiều bạn bảo là tại sao thằng Rigaki này cái gì mà cũng khen đẹp, hiếm khi chê xấu. Bây giờ mà chê xấu gà rán đánh sập sừ kênh nhá. Đấy, bây giờ review đồ của Free Fire nhá. Làm YouTuber Free Fire bạn chê đồ Gaina xấu đi, đánh sập kênh luôn. Đấy, tội đánh sập kênh. Khác gì bây giờ bạn đi vào trong nhà người ta xong bạn bảo hôm nay tôi ăn cơm, tôi đánh răng rửa mặt ngủ ở đây, nhưng mà nhà này xấu nhỉ, tôi không thể mở đâu. Ui, chủ nhà chả đuổi các bạn ra khỏi nhà. Bây giờ mình chơi game của Free Fire, mình làm nội dung Free Fire, các bạn cứ bắt tôi phải chê Free Fire. Chịu các bạn luôn. Đây là cái hành động của cái mật thư tiếp theo. Không chê chúng ta đã nhìn thấy cái này một lần, tôi đã có một cái này, nhưng mà bây giờ chúng ta có cái bản Full HD không che, nhìn trông có đẹp hơn. Đây sẽ cái mật thư băng hỏa. Tiếp theo là hành động kiểu như là tao đang quan sát chúng mày đấy. Hành động gợi đòn kiểu mới, tao đang quan sát chúng mày đấy, chúng mày cứ cẩn thận. Đấy, kiểu cái hành động nó như vậy. Đấy, tao đang quan sát chúng mày đấy, chúng mày mà chửi game là tao sẽ quan sát và ban nick chúng mày đấy. Thấy gì không? Hành động này kiểu hành động nhảy nhót ấy, trông cũng được, trông là cũng thôi rồi, tôi không khen nữa. Đấy, khen này bảo là thay suốt ngày khen. Đấy, chịu không khen nữa, tôi không khen nữa. Thế là hành động đầu bếp. Đấy, đầu bếp xa. Xịn, nó mở ra được con quỷ lửa. Thế cái con quỷ lửa và quỷ băng này nó sẽ là hai cái yếu tố mới. Hai cái yếu tố mới ở trong Free Fire, trong phiên bản tiếp theo. Đấy, nằm trong cái mật thư băng hỏa, thì không biết là cái này nó có phải là hành động nằm trong mật thư hay không. Đấy, nhưng mà nói chung là tôi nghĩ là trông khá là ổn áp với cả cái hành động này, không quá đẹp. À đây, hành động này nó sẽ ngẫu nhiên nhá, lúc thì nó ra là con quỷ lửa, lúc ra quỷ băng, và cuối cùng chúng ta sẽ có một hành động mưa tiền. Đấy, cơn mưa tiền, cái này nó là cái điệu nhảy ở trong cái bài hát Dancing to the Moon gì đấy. Dancing with the Moon cái gì thì tôi không nhớ lắm, từ bài từ ngày xưa nhảy với cái ô. Đấy, Dancing in the Rain, nhưng mà cơn mưa ở đây không phải là mưa bình thường mà là cơn mưa tiền. Đấy, mưa tiền vàng, khá đẹp. Ok, thì đó là một số thông tin mình hé lộ cho anh em các hành động mới của Free Fire OB42. Nếu anh em thấy video mình lành mạnh bổ ích, đừng quên để lại mình một like, một subscribe, được đẹp trai, được xinh gái. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.